đứng lại. Đừng hết cười rồi giỡn mặt nha. Mày thấy có ai làm mẹ mà mệt mỏi như cuộc đời của tao không? Ngày nào cũng chửi, ngày nào cũng chửi, nghe cũng mệt mà cô giáo rất là kỳ luôn. Đóng tiền cho con mình học thì dạy con đi. Không, dạy ngược lại phụ huynh không à. Tao đâu thiếu kiến thức đâu, tao là mẹ rồi. Không, không dạy chửi cho con tao, dạy đời tao không à. Là tại ai? Tại mày. Tại mày mà bậc nhà trường mới dạy lại tao. Dạy tao không biết cách làm mẹ. Mày coi kìa, hồi xưa 20 mấy tuổi đầu luôn tao mới biết yêu ba mày. Còn bây giờ mày mới 10 mấy tuổi đời thôi mày viết thư tình. Mày coi mày học hành cái kiểu gì mà bây giờ thư tình mày viết cỡ này. Người ta viết chấp vạt có 96 trang thôi, còn mày thư tình 960 tờ luôn. Mày coi mày phải con người không? Bữa nay là mày chết với tao. Tao không có bỏ qua cho mày đâu. Trời ơi, mày chết mày. Đừng có học đòi, đừng có học đòi. Nhớ thương ai rồi ngóng trông ai hoài. Mẹ nói khờ lắm mà yêu thế nào. Mẹ nói sai lắm mày không biết sao. Tình đâu ngọt ngào, tình đâu ngọt ngào. Cũng như không đừng có trông mong gì. Yêu đương gì tâm này, yêu đương gì. Người ta đi học, người ta ở dưới là viết bài. Thầy cô ở trên á là người ta viết đề. Mình ở dưới mình ngồi viết thư. Kỳ không? Bạn bè học hành với nhau, lo học hành đi. Không, lo yêu. Không yêu mày chết. Mày phải yêu, mày viết thư nha. Viết thư thì thôi đi, viết cho mình nó biết thôi. Không, photo, làm sao mà người ta photo cả trường cùng biết. Rồi nó phát từng người, từng tấm, từng người, từng tấm. Tao mắc cỡ ghê. Trời trời thiệt á. Thời đại ngày nay đó mà nó bị rải thư giống như là rải truyền đơn rồi đó. Cũng hên là sống bây giờ yên bình đó. Sống xưa chắc bị bắt rồi đó. Nghĩ sao mà viết thư viết cho đầy trường. Hồi xưa đó, ba mày cũng hiện đại lắm mới dính được má đó. Chứ ba mày sến sẩm như mày viết thư thư là không có được đâu. Hồi xưa cũng nhiều thằng cua tao mày viết thư thư là tao nóng đó. Tao tìm ra được cái đứa viết thư chủ nhân lá thư là tao đánh đó. Tao ghét con trai nhu nhược mà hay viết thư lắm. Thích thì nói. Yêu đương gì tâm này, yêu đương gì tâm này. Tương lai còn xa, còn xa đây. Lo học đi, giờ lo học đi. Đừng có yêu nhau rồi, đau đâu chia ly. Yêu đương gì tâm này, yêu đương gì tâm này. Tương lai còn xa, còn xa đây. Lo học đi, giờ lo học đi. Đừng ngưỡng mộ yêu rồi, khóc than bao điều. Rằng yêu người như thế nào. Mẹ nói mẹ thấy tò mò biết bao. Mẹ muốn gặp mặt mẹ muốn gặp mặt. Có ai đâu mà để con đưa về. Mẹ nói mày cứ lẻ loi thế sao. Mẹ nói mày cứ một mình thế sao. Chẳng có người nào, chẳng có người nào ở bên con và nắm tay con à. Yêu đương gì tâm này, yêu đương gì tâm này. Ở ngoài kia người ta lỡ nhau đấy. Yêu rồi xa, tình đến rồi qua. Tìm kiếm bao năm mà vẫn hoài không thấy. Yêu đương gì tâm này, yêu đương gì tâm này. Một mình con cuộc sống vẫn tốt đấy. Nếu một mai người đến là ai. Mẹ cứ nghe con mà tính chuyện lâu dài. Cùng là chừng nào có bạn gái, rồi chừng nào dắt gái về nhà cưới, là chừng nào lấy vợ. Trời đất ơi, sao giận tiếc người quá bực rồi. Chừng nào lấy vợ. Lo học đi, giờ lo học đi. Đừng
lòng mẹ không biết sao. Tình đâu ngọt ngào, tình đâu ngọt ngào, cũng như không đừng có trông mong gì.